có cấu trúc là đi cộng với mood up, cộng với danh từ và cộng với có thể là cộng với mood in. Nó mang nghĩa là giỏi hay là tốt về cái gì đó. Khá là thú vị. Chúng ta sẽ làm quen với một số trò chơi và một số môn thể thao. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em nội dung của bài học ngày hôm nay. Đây là buổi học qua truyền hình của em Nguyễn Đình Phong, lớp 6A10, trường Trung học cơ sở Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Là buổi học qua truyền hình đầu tiên, Phong rất hứng thú với phương pháp học mới này. Không phải đến lớp, nhưng em vẫn có thể được các thầy cô truyền đạt những kiến thức về môn học. Con có tiếp thu được một lượng kiến thức, nhưng mà chỉ là một chút nhỏ ấy. Và con thấy cái phương pháp này thì nó phù hợp ở thời điểm hiện tại. Vì là đang có dịch virus, thế nên là chúng ta không thể đi ra ngoài hoặc là tụ tập nơi đông người. Thế nhưng, sau 30 phút ngồi học, Phong vẫn lúng túng về bài giảng trên truyền hình quá nhanh, cộng với việc không thể tương tác được với giáo viên. Vì dạy quá nhanh á, với cả những câu con chưa hiểu thì con cũng không thể tương tác được với thầy cô. Thế nên nó sẽ hơi bất lợi một tí ạ. Con thấy là phương pháp này thì nó chỉ thích hợp với thời điểm hiện tại. Còn con thấy là học thông thường nó vẫn hiệu quả hơn ạ. Cái thời điểm mà dịch bùng phát như này, bộ như giáo dục đã cho các con nghỉ nhà để đảm bảo cái an toàn cho các con thì đã là rất là tốt. Nhưng mà và cái việc mà mình có thể học cho con học qua trình này thì sẽ là nâng cao cái kiến thức cho con để trong thời gian con nghỉ học ở nhà mình để có thể nhớ lại kiến thức ở lớp mà không có còn để còn quá trình rất là dài con không học hành thì nó sẽ ảnh hưởng sau này đến cái việc học tập của các con. Và tôi thấy cái việc này nó cũng rất là hiệu quả cho các con. Không thể phủ nhận hiệu quả từ phương pháp học qua truyền hình đem lại trong thời điểm này. Thế nhưng, khi áp dụng thực tế, phương pháp này còn tồn tại nhiều bất cập như truyền đạt kiến thức đến với các em học sinh chưa thực sự hiệu quả, cũng như khó khăn của các phụ huynh trong việc quản lý con em mình. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng, vì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn về cái vấn đề về thời gian cũng như là cái sinh hoạt chung của cả gia đình. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng để cùng với mọi người làm sao để cho rất là mong nhanh qua được cái dịch này để cho con quay trở lại trường học để cho mọi thứ sinh hoạt nó sẽ trở lại với cả cái sinh hoạt bình thường. Trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh hiện có 41 lớp với trên 1.800 học sinh và 91 cán bộ giáo viên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để khắc phục tình trạng hỏng kiến thức do nghỉ học dài ngày gây ra, nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến qua các ứng dụng hay là học qua truyền hình. Những phương pháp này đã giúp các em học sinh nắm bắt được một phần kiến thức. Tuy nhiên, việc triển khai các phương pháp dạy học trên, nhà trường gặp phải không ít khó khăn trong việc giảng dạy, đánh giá năng lực cũng như việc quản lý học sinh. Có một số phụ huynh thì cũng do cái điều kiện công việc cho nên là cũng chưa đôn đốc các con được ở nhà. Chính vì thế mà cái chất lượng có thể với một số học sinh thì cũng chưa được tốt lắm. Bên cạnh cái khó khăn đấy thì cũng có một vài thầy cô giáo do cái tuổi cũng cao cho nên là cái tiếp cận với công nghệ thông tin còn chậm và có thể nó cũng sẽ chưa được hiệu quả với các con. Theo như tôi đánh giá thì cái việc mà học trực tuyến chắc chắn là sẽ cũng chưa thể bằng. Có những cái thuận lợi nhưng sẽ cũng có những cái mà khó khăn. Chính vì thế mà nó sẽ không thể hiệu quả bằng cái việc là đi học trực tiếp, tiếp xúc với các thầy cô. Có thể có những cái sự trao đổi, cái sự giao tiếp và cái sự tương tác giữa cô, trò và học sinh. Có thể thấy, việc giảng dạy trực tuyến đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chỉ là giải pháp tạm thời ứng phó với tình hình học sinh nghỉ học phòng tránh dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc học trực tuyến, học qua truyền hình là giải pháp tốt nhất hiện nay. Để phương pháp này thực sự đem lại hiệu quả, nhà trường cần tìm ra những phương pháp tốt nhất để truyền đạt kiến thức đến học sinh, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lý các con mình về việc học tập và làm bài tập ở nhà. Có như vậy, việc học trực tuyến mới thực sự đem lại hiệu quả đối với các em học sinh.